Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Xin giới thiệu đến các bạn một cái mẫu hộp số giảm tốc 19 lần có ngắt chuyển động. Đây là cần ngắt chuyển động các bác nhé. Các bác ngắt chuyển động thì nó sẽ không kết nối với đầu ra. Đây là chuyển động sống cho nên các bác chỉ có thể sang số khi ở tua rất chậm hoặc là không có tải hoặc là dừng chuyển động, chứ không được sang ngắt số khi có tải nhé. Như thế rất nhanh hỏng bánh răng. Và cái hộp số này thì thứ nhất là nó có thể quay hai chiều, đầu ra sẽ cùng chiều với đầu vào đấy, và các bác có thể quay ngược lại đấy. Hộp số này thì sẽ không có chân đế nhưng có ốc để định vị, 1, 2, 3 ốc, 3 ốc để định vị giữ vị trí. Một số kích thước thì buli đầu vào là 8 cm, trục đầu ra là 20 mm và có chiều dài là 16 cm. Đường kính của cái hộp số này là 14 cm và đường kính lớn nhất của hộp số là 19 cm. Tổng chiều dài của hộp số là 29 cm. Các bác có thể cắt ngắn cái trục này đi cho phù hợp với mục đích của các bác. Đây là cần ngắt chuyển động này. Cái này thì nó có thể phù hợp với những dòng máy tua cao, tua mấy nghìn vòng hoặc là tua 10.000 vòng cũng được. Và nó giảm tốc, bộ này là giảm tốc 19 lần nhé. Các bác quay 19 vòng như thế này thì sẽ được một vòng trục dẫn đầu ra, rất phù hợp với những công việc như là cần mô-men xoắn lớn, có thể chế tạo máy bẻ góc, bẻ hộp, các thứ đều được. Đấy. Cái này thì sử dụng dây Cura đai bản A nhé. Và cái trục này là trục côn. Các bác có thể thay bằng nhông xích thì tùy. Đấy. Và đơn giản là nó chỉ có hộp số nhỏ nhỏ như này thôi, nhưng mà có thể chịu từ 5 đến 7 tạ là vô tư các bác nhé. Và trọng lượng của nó thì chỉ khoảng 5 kg thôi, rất là nhỏ nhẹ. Thì mọi thắc mắc về giá thành hay là thông số kỹ thuật nào yêu cầu cao hơn thì các bác có thể nhắn tin để lại comment giá cả ở phía dưới, bên em sẽ trả lời tin nhắn hoặc là Zalo 0983818955. Bác nào mà chưa đăng ký kênh của em ấy thì hãy đăng ký cho em một cái subscribe để sau này có những cái video mới ra thì các bác sẽ nhận được thông báo bằng cách là nhấn vào cái chuông, chọn thông báo tất cả, thì mỗi lần có video mới, sản phẩm mới ra thì nó sẽ hiện thông báo lên điện thoại để các bác tiện theo dõi. Cảm ơn mọi người đã xem video.